Vi thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ trực tiếp trên đài VOA tối thứ năm mỗi tuần với luật sư di trú Khanh Phạm. Xin chào luật sư Khanh. Khanh xin chào chị Trà My và Khanh xin chào kính chào quý vị khán giả của Đài Hoa. Cảm ơn quý vị đã quay trở lại với chương trình. Chương trình trực tiếp Hỏi đáp di trú của chúng tôi mong nhận được những thắc mắc của quý vị liên quan tới di trú Hoa Kỳ. Trong lúc chúng tôi giới thiệu cho quý vị những thông tin mới, ngày hôm nay mời quý vị cùng tìm hiểu về mức trần nhận người tị nạn của Hoa Kỳ đang được thay đổi như thế nào dưới thời tân chính quyền của Tổng thống Joe Biden. Sau thời gian đầu, ông Joe Biden thông báo là giữ nguyên mức trần người tị nạn ở các con số là 15.000 trong năm nay theo như thời của người tiền nhiệm của ông. Thì ông đã nhận được rất là nhiều những chỉ trích và không lâu sau đó, mới đây cách đây 2 ngày thì ông đã loan báo là ông sẽ nâng cái mức trần nhận người tị nạn này lên gấp 3-4 lần như thế. Và con số chính thức sẽ như thế nào, bắt đầu có hiệu lực là làm sao và những ai được nằm trong diện tị nạn sắp được xét duyệt vào Hoa Kỳ trong năm tài khoá mới đây. Mời quý vị cùng tìm hiểu với luật sư Khanh Phạm. Thưa luật sư Khanh, con số mới mà Tổng thống Joe Biden vừa hứa hẹn 60 mấy ngàn người tị nạn đó thì nó sẽ bao gồm cho các trường hợp tị nạn như thế nào? Thưa luật sư Khanh. Thưa chị và thưa quý vị, thì trước hết là giống như chị Trà My có nói là ngài Tổng thống Biden ngày 3 tháng 5 vừa qua mới đưa ra cái quyết định rằng là ông sẽ tăng cái tổng con số của những người tị nạn từ nước ngoài vào Mỹ tăng lên từ cái con mức hiện tại là coi như là hình như là 15.000 tới 62.500. Full year này có nghĩa là trong cái năm này của chính phủ tài Mỹ của khoá mình, năm tài khoá tài khoá này của chính phủ Mỹ trong năm nay. Và thêm ra nữa là ông có nói rằng là ông tính rằng là năm tới ông sẽ tăng lên con số là 125.000 người tị cho 125.000 người tị nạn để mà vào nước Mỹ. Thì trước hết á, trước khi mình nói về giống như nó ảnh hưởng tới ai thì cái này á mình cũng nên nói về cái vấn đề ông tăng con số có nghĩa đồng nghĩa rằng là ông đã có một cái chính sách về tiền bạc để mà cho những cái trước hết giống như những cái công ty thiện nguyện mà giúp cho những cái người tị nạn mà họ định cư. Thì cái con số, cái budget đó một khi ông đưa ra có nghĩa ông đã được cái con số đó, ông đã đưa ra một con số cố định rồi. Và cái con số nó thông thường nó sẽ gấp đôi từ năm nay tới năm tới của bên năm tài chính của nước Mỹ. Thì bây giờ mình quay nói ngược cái lại. Năm tài khoá đó thì nó cũng hơi khó hiểu cho người Việt Nam, tại vì người Việt Nam thì theo năm lịch. Dạ thưa quý vị, Trà My có nói là 15.000 cái con số và giữ nguyên con số người tị nạn sẽ nhận vào Mỹ trong năm tài khoá này là mốc thời gian từ đâu tới đâu, và con số sắp nâng lên thành 62.000 mấy trăm người đó cho năm tài khoá tới là từ tháng nào tới tháng nào? Xin mời luật sư Khanh giải thích rõ giùm. Thưa chị, thì cái năm tài khoá của Mỹ á, mình dùng cái từ là fiscal year, nó sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 của năm vừa rồi. Ví dụ cho năm 2021 này á, thì bên nước Mỹ đã bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2020. Có đó là cái ngày đầu tiên của cái năm tài khoá 2021 cho nước Mỹ, và cái năm nó sẽ hết hạn là ngày 30 tháng 9 năm 2021. Thì ông Biden có nói rằng là cái ông sẽ tăng lên cái 62.500 cho năm tài khoá 2021, có nghĩa rằng là cái con số hiện tại nó phải được đẩy lên, thay vì coi như là 15-20.000 thì nó phải lên là 62.500. Bắt đầu từ tháng 10 năm nay. Bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái, có nghĩa là năm tháng 10. Bây giờ ông nói cái this fiscal year có nghĩa là cái năm tài khoá 2021, chứ không phải là next fiscal year. Next fiscal year mới là bắt đầu tháng 10 năm nay cho 2022. Nhưng mà ông nói là cái 62.500 này ông tăng cho cái năm tài khoá này, có nghĩa rằng là bắt cái sự này nó phải thay, có nghĩa cái năm tài khoá 2021 là bắt đầu ngày 1 tháng 10 2020 và nó sẽ kéo dài tới ngày 30 tháng 9 2021. Thì hiện tại ngay lúc này thì đang trước khi ông đưa ra cái quyết định tăng con số này thì ông Biden có theo ngài cựu tổng thống Trump về cái vấn đề rằng là chỉ cho đâu cỡ 15.000 người vào trong cái năm tài khoá này. Nhưng mà bởi vì những người ủng hộ ông Biden có lên tiếng rằng là ông đang hạn chế cái sự mà coi như là những người tị nạn vào, mà lúc mà ông đi ứng cử ông lại nói ông sẽ mở lại, nên vì vậy ông mới chỉnh sửa lại cái con số lên là 62.500 cho năm tài khoá 2021 này. Là hiện đang có hiệu lực cho tới tháng cuối tháng 9 năm nay là sẽ nhận vào 62.500 người tổng cộng. Dạ đúng. Và cái thứ hai nữa là cái thêm nữa rằng là trong cái quyết định ông đưa ra đó, ông nói rằng là
Đúng là con số năm nay ông muốn là cho vào là 62.500, nhưng trên thực tế nó sẽ rất khó đạt cái con số 62.500 đó. Ông có nói thẳng luôn, tại vì bây giờ là coi như là mình đã là ngày 6 tháng 5 rồi, mà cái năm tài khoá 2021 sẽ được đóng cửa ngày 30 tháng 9. Có nghĩa là mình chỉ còn ngày tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9. Có nghĩa là 4 tháng và đâu cỡ 24 ngày nữa là sẽ hết năm tài khoá của 2021. Và ông có nói rõ là cái con số 62.500 này sẽ rất khó để được đạt trong năm nay. Bởi vì trước hết đó là có rất nhiều dịch vụ đã đóng cửa, và về cái vấn đề mà cấp thị thực hoặc là duyệt hồ sơ trong lúc bị coi như là COVID. tù với bên sở di trú dưới cái dịch bệnh Covid thì nó rất là chậm, nó bị trì trệ lại. Nên vì vậy đối với lãnh sự nữa, lãnh sự họ cũng không có mở nhiều cái cuộc hẹn phỏng vấn để đi định cư qua tị nạn. Nên vì vậy cái con số 62.500 này ông nói thực rất là khó để đạt được trong năm nay. Nhưng mà ông muốn đưa nó về cái quỹ đạo nó nên vốn có của nó trước khi ngài cựu tổng thống Trump đã hạn chế nó, bắt đầu từ 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 năm 2017 tới 18 đến 19. Thưa luật sư Khanh, với con số 62.500 trong năm nay mà mình sẽ nhìn thấy là nước Mỹ nhận vào từ đây cho tới cuối tháng 9 năm 2021 đó, thì những cái số đơn này thuộc về ai, những trường hợp nào sẽ được xét duyệt từ ưu tiên 1 cho tới ưu tiên 2, trong đó có những người tị nạn Việt Nam hay không? Vì mình biết là Mỹ họ có rất là nhiều định nghĩa và nhiều phạm trù cho những cái dạng người tị nạn khác nhau, từ khác nơi, từ các vùng khác nhau trên thế giới nữa. Thì đối với riêng người Việt Nam, người tị nạn Việt Nam thì có được ảnh hưởng trong cái quyết định nâng con số người tị nạn lần này hay không? À, thưa chị và thưa quý vị, thì cái từ tị nạn á, đối với Mỹ có cái từ ngữ của Mỹ nó tách rời ra thành hai từ, một là refugee và hai là asylee. Asylee là cho những người nào đã đặt được tới cái ngưỡng cửa biên giới của nước Mỹ rồi và họ xin tị nạn lúc mà họ đã đặt được vào cái chân của biên giới Mỹ. Thì đối với những người đó thì cái con số 62.500 này nó không có áp dụng đối với những người đó. Ví dụ mình có thể rằng là đi qua biên giới Nam Mỹ rồi xong mình đặt chân vào cửa khẩu Mỹ và mình nói ốp tôi muốn xin tị nạn, thì cái từ refugee nó sẽ không áp dụng cho quý vị ngay lúc đó nữa, mà cái từ mà quý vị sẽ dùng là coi như là quý vị đang xin asylum, có nghĩa là tị nạn theo đạt được vào biên giới, và tới lúc đó quý vị sẽ được coi dưới cái từ ngữ sẽ gọi là asylee, có nghĩa là người đang xin tị nạn mà đã được chạm được chân vào tới biên giới Mỹ rồi. Thì trước giờ cái con số đó không có bị hạn chế. Ví dụ có 100.000 người đi xin vào biên giới để mà xin tị nạn thì cũng có, nếu mà cả 100.000 hồ sơ đó được xác chấp thuận hết trong vòng 1 năm thì cái con số nó không bị hạn chế. Nhưng mà cái con số mà 62.500 á, nó hạn chế là cho những người từ nước ngoài xin tị nạn vào nước Mỹ mà họ đang ở cái nước của họ, hoặc là họ qua một cái nước thứ ba để họ xin với cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc trước, rồi xong sau đó họ sẽ xin với bên gọi là cái refugee admission program, có nghĩa là cái chương trình để mà cho những người tị nạn ở nước ngoài định cư vào Mỹ, thì cái con số 62.500 sẽ được áp dụng cho những người đó. Ví dụ bây giờ mình nói người Việt Nam đi, có nhiều người Việt Nam ví dụ họ đang xin tị nạn thẳng với bên lãnh sự quán ở bên của Mỹ bên Việt Nam thì họ sẽ được coi là refugee, cái từ refugee là tị nạn từ nước ngoài vào. Hoặc hai, họ đi qua một cái nước thứ ba, có thể là họ qua Thái Lan hoặc họ qua nước nào khác đó, và xong họ xin với cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc để xác nhận rằng họ là một cái người tị nạn. Xong sau đó họ được cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc xác nhận rồi, sau đó họ sẽ xin với bên tòa lãnh sự với cái chương trình Refugee Admission Program, cái RAP để mà định cư lại bên Mỹ, thì ngay lúc đó họ vẫn là những người refugee. Nhưng mà ví dụ những người Việt Nam mình mà xin cái thị thực bay qua Mỹ để du lịch chẳng hạn, rồi xong khi họ bay qua Mỹ rồi xong họ nhờ những cái người cò đưa họ vào biên giới, tới lúc họ đã chạm vào cái ngưỡng cửa biên giới họ nói bây giờ tôi muốn xin tị nạn, thì những người này không có coi được duyệt rằng là refugee nữa, mà họ sẽ là cái từ là một cái nói hồi nãy là asylee. Và những người asylee xin asylum thì họ không có hạn chế con số là coi như 1 năm nước Mỹ phải cho họ vào bao nhiêu. Cái con số mà người tầm trú tị nạn
đã bước chân vào biên giới Mỹ rồi và tạm trú tị nạn đó thì không có cái mức trần tối đa hoặc là tối thiểu, nhưng mà họ sẽ xét duyệt dựa trên là có xứng đáng hay không và phải chờ qua cái quan tòa di trú, một cái quá trình di trú rất là dài để mà được duyệt xét đơn. Còn cái số người tị nạn mà có mức trần hàng năm mà mình đang nói tới đây là những người còn ở bên ngoài biên giới nước Mỹ nộp đơn xin tị nạn qua một cái trung gian là cái cơ quan tị nạn quốc tế và được cao ủy tị nạn quốc tế của Liên Hiệp Quốc họ chấp thuận đây đúng xứng đáng là người tị nạn, thì lúc đó những cái nước thứ ba như là Mỹ, Anh, Pháp vân vân nhận họ đó, thì lúc đó họ mới được vào Mỹ dưới cái quy chế của cái mức trần mà mình nói hàng năm nó có thay đổi. Như quý vị vừa thấy là năm nay là 62.500 người. Vậy thì những người Việt Nam mà bị ảnh hưởng trong cái mức trần mà mình đang nói tới đây sẽ là những người xin tị nạn từ Việt Nam hoặc là xin tị nạn từ Thái Lan khi họ đã bỏ nước trốn chạy đi qua Thái Lan gọi là tị nạn, tìm con đường tị nạn và tìm tới cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc có văn phòng ở Thái Lan để nộp hồ sơ xin xét duyệt, thì những trường hợp đó sẽ được ảnh hưởng trong cái kỳ nâng mức trần tị nạn lần này của nước Mỹ. Xin hỏi luật sư Khanh, họ có ưu tiên giải quyết cho những người nào đã nộp đơn từ năm nào tới tháng nào trước hay không? Hay là cái mức trần này nâng lên thì tất cả mọi người đều được đồng loạt bình đẳng cùng một lúc xét duyệt? À dạ thưa chị không, tại vì chị và quý vị coi đài á, thì nhớ rằng là trong những năm qua thì cũng có rất nhiều người người ta đang trong cái quá trình là đợi, có nghĩa là họ đợi cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc xác nhận họ là người đi tị nạn và sau đó họ sẽ xin với bên US Refugee Assistance Program á, cái chương trình mà để cho những người đó định cư về nước Mỹ, Refugee Admission Program chứ không lộn. Và có nhiều lúc thì họ bị kẹt ngay cái chỗ xin với bên Mỹ để định cư bởi vì cái con số của những người người ta tới trước thì họ sẽ duyệt theo cái kiểu first come first serve, có nghĩa là người nào tới trước thì người đó sẽ được ưu tiên. Và có nhiều lúc là có rất nhiều người đợi nhưng mà bên Mỹ họ lại hạn chế cái người vào, nên vì vậy cái hàng mà mình đứng nó sẽ kéo dài hơn. Và một khi Mỹ mở rộng cái thắt nút để mà cho những người đi qua thì coi như là bên Bộ Ngoại giao họ có thể duyệt những cái hồ sơ này nhanh hơn, nhưng mà thực tế ra rằng những người tới sau họ vẫn phải đợi tới phiên của họ. Cái này quý nếu mà quý vị muốn nhìn nôm na hơn thì giống như cái cuộc bảo lãnh đoàn tụ gia đình đi, giống như bảo lãnh đoàn tụ gia đình cho anh chị em đi, mình nộp đơn xong mình ngồi đợi một thời gian rất là lâu mới tới phiên mình bởi vì Mỹ cho họ chỉ cho một con số cố định vào sau khi mọi người khác đã được vào. Thì với cái chương trình tị nạn xin tị nạn này với con số này thì quý vị cũng nhớ theo thống kê của Human Rights International thì mỗi năm có ít nhất là 26 triệu người trên toàn thế giới xin tị nạn tới những nước khác nhau và họ chạy, họ coi như họ chạy khỏi nước của họ để họ xin tị nạn. Thì về bên sở di trú không á thì có thống kê rằng là những cái nước ở bên châu Phi là có đi vào Mỹ nhiều nhất. Sau đó tới bên East Asia, có nghĩa là bên Đông Á. Đông Á, rồi xong tới bên châu Âu và sau đó mới tới những cái nước giống như là Nam Mỹ chẳng hạn. Thì họ bên sở di trú họ có thống kê ra luôn, coi như là mỗi năm có bao nhiêu người xin vào dưới những cái nước này. Thì quý vị biết có rất nhiều người ta xin vào nhưng mà thực tế ra là lúc mà cho vào thì cho vào rất là ít, nên vì vậy có nhiều gia đình họ phải đợi ở nước ngoài rất là lâu hoặc là nước thứ ba rất là lâu trước khi họ có thể xin định cư vào lại Mỹ bởi vì cái sự hạn chế mà nước Mỹ đã đưa ra hoặc ngài cựu tổng thống Trump đã đưa ra trong lúc mà ông ngồi trên cái vị trí tổng thống, ông giảm lại cái con số người tị nạn có thể vào. Nên vì vậy thống kê mà bên Mỹ bên sở di trú họ đưa ra năm 2017 á, họ nhập vào cho những người tị nạn vào là chính xác là 53.691 người. Năm 2018 họ giảm xuống 22.405. 2019 thì tăng lên lại 29.916. 2020 thì cái con số đó mới chưa có thống kê. Thì quý vị có thấy rằng là nó 2020 bởi vì Covid nên con số nó sẽ rơi xuống rất là thấp. Nhưng mà cái con số đó là coi như bên sở di trú họ đưa ra, họ nói rất là nó hạn chế rất là nhiều. Nhưng mà Trâm cũng có nghe nói là ngoài cái chuyện là quota chung cho tất cả tổng thể cái số người tị nạn vào Mỹ thì cũng có quota của từng vùng, từng nước khác nhau nữa. Thì trong cái vấn đề người tị nạn này thì cái mức nhận người tị nạn từ Việt Nam
được ấn định cho năm tài khoá này có hiệu lực cho tới cuối tháng 9 của năm nay là bao nhiêu, luật sư Khanh có biết không? À, thưa chị, cái vấn đề cái quota đó là họ làm theo cái hemisphere, có nghĩa là họ sẽ theo cái ranh giới của những cái nước bắc trước bán đã, cầu năm bán cầu bán cầu đó, họ sẽ tính theo cái hemisphere, xong rồi từ từ họ mới tính ra cái loại ra khu vùng. À, thì phần lớn là Đông Nam Á của mình nó chỉ chiếm chiếm đâu cỡ, theo thống kê là chiếm đâu cỡ trên thực tế cái con số vào so với con số thì nó đâu cỡ gần hơn tỷ lệ là năm 2017 thì nó là cỡ 46%, năm 2018 thì nó là ít hơn, nó chỉ là coi như là cỡ 25%, và 2019 thì nó chỉ là 10%. Thì cái vấn đề là họ không có liệt kê ra mỗi nước để mà cho cái ưu tiên, nhưng mà họ sẽ coi như là những cái nguyên cái khu vực đó và những người nào tới trước. Bởi vì chị nhớ rằng là cái cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc họ chia ra khu vực để mà họ xác nhận những người nào là coi như là tị nạn, bởi vì bên Việt Nam sẽ không có cái trụ sở của cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc mà quý vị phải qua tới Thái Lan. À, thì quý vị có thể xin được ở Thái Lan là trụ sở của cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, và sau đó một khi quý vị được xác nhận rồi, quý vị mới có thể xin với Mỹ để mà vào. Thì nói chung là họ sẽ định cư mình là bên Đông Nam Á. À, thì cái con số 62.500 này hiện tại bây giờ sẽ mở cho tất cả mọi người theo cái cách chia của cái hemisphere của họ và cái khu vực của mỗi cái hemisphere. Yeah. Tức là chia theo từng khu vực chứ không có chia theo từng nước cụ thể. Nhưng mà trong những cái khu vực đó đó thì con số nó có dao động thay đổi tùy theo từng năm nữa, chứ không phải năm nào khu vực Đông Nam Á cũng được 20%, không phải như vậy, nó có thay đổi theo từng năm. Và thưa luật sư Khanh, dạ, trong cái phạm trù về người tị nạn của, theo định nghĩa của cái hệ thống di trú của Mỹ cũng có rất là nhiều những phạm trù tị nạn về lý do tôn giáo, lý do chính trị, lý do bạo lực, lý do về sắc tộc v.v. rất là nhiều. Thì không biết là cái số mức tị nạn trần mà mình đang nói là 62.500 cho năm nay đó, nó sẽ ưu tiên cho những dạng tị nạn nào, và những người Việt Nam trong cái dạng đó thì sẽ có được hy vọng nhiều hơn là những cái dạng tị nạn khác hay không? Ví dụ như mình đang nói là tị nạn chính trị có được ưu tiên hơn tị nạn tôn giáo, hay là ưu tiên hơn tị nạn sắc tộc hay không? Dạ thưa chị, dạ không. Một khi mình đã xác nhận được rằng là mình đã dưới xin tị nạn dưới cái luật đó, thì có nghĩa rằng là cho dù tị nạn chính trị nó cũng giống như tị nạn tôn giáo, nó cũng giống như tị nạn sắc tộc hoặc là dân tộc, nó không có khác gì nhau. Chỉ một khi mình đã được xác nhận rồi thì có nghĩa rằng là mình sẽ được đi, chứ không phải là người này bị tị nạn tôn giáo thì nói chung là họ sẽ được đưa cái tầm cỡ cao hơn. Nhưng mà có một cái mình biết là nó sẽ ảnh hưởng là nếu mà cái hồ sơ của mình nó được rất là nhiều người quan tâm, giống như những người là coi như là tù những nhân nhà chính trị, hoạt động nổi tiếng, những nhà hoạt động nổi tiếng hoặc là những người tù nhân chính trị, thì họ sẽ có một cái con đường để nhanh hơn để mà đi, tại vì những lãnh sự họ sẽ biết để mà họ cấp thẳng thị thực luôn mà không cần thiết phải qua bên cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc nữa rồi. Cái bên sở di trú lúc mà họ đưa ra cái thống kê á, họ nói là những cái nước mà có số người tị nạn nhiều nhất từ năm 2000 tới 2019 á, thì con số Việt Nam nó rơi vào khoảng tổng cỡ gần 29-30.000 người trong 19 năm đó để mà qua đặt chân tới Mỹ. Và cái tông bên Burma, có nghĩa là những người bên đang ở Myanmar đó, ở Myanmar với lại Iraq và Somalia, thì thông thường những cái nước đó có con số người đi xin tị nạn qua Mỹ rất là cao. Việt Nam thì coi như là nên nói chung là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, trong nó có một danh sách 15 nước thì Việt Nam đứng coi như là hạng thứ tư đội dưới cùng, có nghĩa là trong vòng 19 năm thì có cỡ 29.000-30.000 người có xin quy chế tị nạn để mà qua bên Mỹ trong vòng 19 năm. Nếu mình chia trung bình ra thì cỡ đâu gần chưa tới 1.500-1.800 người mỗi năm xin tị nạn qua Mỹ. Dạ. Nhưng mà con số đó cũng là con số rất nhiều đó, cũng rất cao đó chứ không phải là thấp đâu. Dạ, nếu mà so ra thì đã là thấy cao, và con số này nó tăng hàng năm chứ nó không bao giờ giảm. Dạ. Số người chờ đợi, dạ, số người chờ đợi rất là lâu, rất là nhiều. Ở Thái Lan là đặc biệt là mình thấy là một cái nơi theo Khanh biết là cũng có rất nhiều người Việt Nam đang đợi ở bên Thái Lan. Một là đợi ở bên cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc để xác nhận họ rằng là họ là người tị nạn.
Và cái thứ hai là cũng đang đợi với bên chính phủ Mỹ để cho họ tái định cư lại bên Mỹ. Và cái thời gian chờ đợi ở Thái Lan đó là một cái thời gian vô cùng là gian nan, thử thách và đầy hiểm nguy nữa. Thành ra những người tị nạn ở Thái Lan đó, họ mong chờ từng ngày từng phút, theo dõi từng giây từng phút để xem những cái chính sách tị nạn của Mỹ nó sẽ mở ra hay nó siết chặt như thế nào, và họ có được xét duyệt ưu tiên hay không. Thì như hồi nãy mình có nói là cái đối tượng, cái lý do tị nạn thì không được ưu tiên, Mỹ sẽ không xét ưu tiên theo lý do tị nạn, mà họ sẽ chia theo vùng lãnh thổ, chia theo khu vực, và họ cho một con số bao nhiêu đó, và cái lý do tị nạn thì không có phân biệt, nhưng mà người nào trước thì được giải quyết trước, người nào nộp sau theo thứ tự thời gian đó thì sẽ được chiếu cố sau. Và vì vậy cho nên là cái con số đơn chờ đợi mỗi một ngày nó một nhiều, cho nên nó luôn luôn là cái thời gian chờ đợi nó rất là dài. Có nhiều người đã 10 năm cũng còn chưa tới lượt của mình nữa. Có những trường hợp rất khổ sở mà chúng tôi ghi nhận được. Thế là họ phải chống chui chống nhủi vì họ không được xem là hợp pháp ở Thái Lan về nơi ăn chốn ở, về việc làm, về học hành vân vân, con cái vân vân. Và chưa kể là phải đối diện với nguy cơ bị bắt, bị trả về Việt Nam, bị trục xuất, bị hồi hương đó thì còn khốn khổ hơn nhiều. Tại vì họ đã bỏ nước ra đi rồi thì khi mà về thì chắc chắn là họ sẽ không có được gọi là trở lại tình trạng như cũ, mà có thể là khắc nghiệt hơn. Và phần đông những người sang Thái Lan để tạm trú, để xin tị nạn thì là phần lớn là những nhà hoạt động chính trị, những nhà hoạt động tôn giáo. Họ đi tị nạn chủ yếu là vì họ hoạt động cho quyền tự do nhân quyền, cho quyền tự do về chính trị, hoặc là kêu gọi dân chủ nhân quyền cho Việt Nam. Đó là những trường hợp mà mình thường thấy nhất. Dạ, thưa luật sư Khanh, mình nói với cái chính sách tị nạn này thì cũng xin tìm hiểu luôn là một khi được xét duyệt chấp nhận từ Mỹ thì họ sẽ trải qua những tiến trình như thế nào, trong thời gian bao lâu, và những cái sự ưu đãi của Mỹ trong bước đầu khi những người tị nạn vừa đặt chân tới Mỹ đó sẽ gồm những gì? Thưa chị, thì trước hết là một khi bên Bộ Ngoại giao coi cái chương trình là Refugee Admission Program đã được xác nhận cho những cái người này đến tái định cư bên Mỹ, thì trước hết Bộ Ngoại giao sẽ làm quý vị những người đó sẽ làm giấy tờ phần còn lại với Bộ Ngoại giao để mà lấy cái thị thực để mà bay qua Mỹ. Thì lúc mà họ những người này đặt chân xuống nước Mỹ thì sẽ có những cái NGO, có nghĩa là những cái công ty thiện nguyện họ được thành lập ra, mà họ có những cái quỹ tiền từ bên chính phủ Mỹ đưa cho họ để mà giúp đỡ những cái người này, để mà coi như là tìm được cái coi như là cái nơi để họ Nơi tái định cư ha. tái định cư đó, thì họ sẽ có chương trình để họ giúp về vấn đề thuê nơi ở trong coi như 6 tháng hoặc là 1 năm đầu tùy theo cái nhu cầu của mỗi người. Họ sẽ có những cái chương trình giống như là dạy cho những cái người này đi lái xe. Họ sẽ có những cái chương trình giống như dạy những người này tiếng Anh. Họ sẽ có những chương trình để mà giúp đỡ những người này đi tìm việc làm. Thì những cái chương trình này được tài trợ bởi vì chính phủ Mỹ họ đưa một cái số tiền, họ một cái quỹ họ đã đưa ra rồi. Thì những cái người mà xin tị nạn thì họ sẽ qua bên Mỹ ít nhất là 1 năm đã. Sau 1 năm họ có thể xin với thẻ xanh với sở di trú thẳng luôn, và những người xin refugee á, thông thường họ sẽ được miễn, không có cần phải đóng cái tiền cho sở di trú để xin thẻ xanh. Và cái thứ hai là nữa là những cái người mà được được coi như là designated là refugee á, có nghĩa là được định rằng là họ là những người tị nạn theo từ nước ngoài vào, thì họ có thể xin với những cái phúc lợi xã hội. Họ có thể xin tiền food stamp nếu họ cần, bởi vì luật của Mỹ về cái từ refugee nó rất là nới rộng ra cho những cái người này họ có quyền để xin cái gì. Ví dụ những người nào mà đặt chân vào nước Mỹ mà xin tị nạn mà được gọi là asylum hoặc asylee thì họ không có thể nào mà xin được những cái phúc lợi xã hội. Và cái thứ hai, nếu ví dụ họ thắng cái hồ sơ họ đi, lúc họ xin thẻ xanh họ cũng phải trả tiền cho cái thẻ xanh đó. Thay vì những cái người nào mà từ nước ngoài được bên Bộ Ngoại giao họ xác nhận rằng là ok, những người này là sẽ là người tị nạn đến vào nước Mỹ, thì những cái người đó họ sẽ có những cái phúc lợi riêng và những cái chương trình riêng để giúp đỡ họ để mà coi như là tái định cư lại bên Mỹ. Và từ thời gian mà họ được nhận trong cái chương trình gọi là nhận người tị nạn của Mỹ đó, được nhận là người tị nạn cho tới lúc mà họ được nhận thành thẻ xanh, chuyển dạng thành một thường trú nhân tại Mỹ đó, thì thời gian thông thường phải chờ đợi bao lâu?
Thì trước hết họ phải đặt chân vào Mỹ đó. Về cái vấn đề tái sanh, trước hết họ phải đặt chân vào Mỹ, và một khi họ đặt chân vào Mỹ rồi thì họ phải đợi ít nhất là qua một năm, sau đó họ mới có thể xin thẻ xanh, chứ không phải là họ đặt chân vào Mỹ rồi thì họ sẽ có thẻ xanh thẳng luôn. Nhưng mà cái quá trình đó thì mình không nói, bởi vì mình đã biết là phải đợi hơn một năm mình có thể xin thẻ xanh, mà lúc mà mình xin thẻ xanh nó có thể kéo dài cả 5 năm rưỡi nữa. Nhưng mà nếu mà mình đang đợi ở nước ngoài mà mình đã được bên Bộ Ngoại giao họ xác nhận rằng là ok, họ sẽ cấp thị thực để vào, hoặc là mình làm việc với Bộ Ngoại giao á, thì có thể nó sẽ kéo dài cỡ 6 tháng tới 1 năm nếu mình đang ở nước ngoài và mình đã được cái chương trình Refugee Admission Program họ cho vào rồi, thì cái đó mình sẽ đợi cỡ đâu 6 tháng tới 1 năm để mà coi như trước khi mình có thể làm giấy tờ với Bộ Ngoại giao để mà vào nước Mỹ. Và trong cái thời điểm mà mình được nhận là người tị nạn vào Mỹ đó, cho tới lúc mà mình chính thức lên máy bay bước vào biên giới của Mỹ, thường thường phải đợi chờ bao lâu hay không? Và cái chuyện là cái vé máy bay đó là mình tự túc hay là có một cái chương trình hỗ trợ? Khanh thì Khanh không có tìm hiểu về cái đó. Theo Khanh biết thì nói chung là cái này nó có thể tùy theo trường hợp. Có những trường hợp giống như những tù nhân chính trị ở gì đó thì thông thường là lãnh sự quán họ sẽ tài trợ cho cái vé máy bay luôn. Còn về những cái người ở từ nước ngoài thì có nhiều lúc mà có những cái chương có những cái nơi giống như công ty thiện nguyện, họ sẽ có những cái quỹ để mà họ giúp cho những người này nếu họ không có đủ tiền để mua vé máy bay, hoặc là phần lớn là những người này họ cũng có tiền để dành để họ mua. Thì giống như hồi xưa là bên văn phòng BPSOS lúc mà bên cồn dầu, như là cái từ là cồn dầu phải không chị, anh nhớ Có thì một làn sóng người tị có nạn từ Cồn Dầu. người đi có qua Thái Lan, và có thì bên BPSOS có giúp và gây quỹ và có một số tiền quỹ là coi như đi trợ giúp những người bên cồn dầu ở bên Thái Lan, và theo Khanh biết thì cũng có được số tiền những người ta được xin tiền để mua vé để qua, nên vì vậy có những cái công ty thiện nguyện họ được thành lập ra để mà giúp trong những tình huống này. Và nếu mà coi như tình huống khó khăn quá mình có thể xin với bên Bộ Ngoại giao, coi như là bên Bộ Ngoại giao có thể giúp đỡ về vấn đề tiền vé hay không. Chúng ta đang nhắc tới cái làn sóng người tị nạn từ Cồn Dầu trong những năm trước, đó là vì lý do tôn giáo, bị đàn áp tôn giáo, thì có rất là nhiều người tìm đường chạy qua Thái Lan xin quy chế tị nạn từ Liên Hiệp Quốc và sau đó được Mỹ chấp nhận, và cũng có rất là nhiều người đã được định cư, tái định cư tại Hoa Kỳ trong những năm đó. Cho tới nay thì cái số người tị nạn mà trong cái làn sóng Cồn Dầu đó tại Mỹ cũng rất là nhiều. Và luật sư Khanh có nhắc tới tổ chức PPSOS, tức là Ủy ban Cứu Người Vượt Biển, một tổ chức NGO phi lợi nhuận mà luật sư Khanh từng công tác trước đây, chuyên hỗ trợ cho người Việt tị nạn. Trong đó có vấn đề là người tị nạn từ Việt Nam chạy nạn, những người nhà hoạt động vân vân, thì họ cũng có hỗ trợ cho những cái chương trình gọi là giúp tái định cư, hoặc là giúp tìm kiếm nơi ăn chốn ở, hoặc là thậm chí là giúp cả vé máy bay nếu trong trường hợp đã được nhận tị nạn mà không có thể xoay sở cái vé máy bay tới Mỹ. Và thường thường khi mà được kêu tên đồng ý rồi, tôi chấp nhận quý vị vào nước Mỹ tị nạn rồi, bao lâu thì được lên máy bay, bao lâu thì được đi, có đi ngay hay không, hay là phải chờ đợi trong một thời gian mấy tháng? Cái này là thông thường mình phải đợi bên lãnh sự quán họ cấp cho mình cái thị thực, và sau đó họ phải làm những cái bộ phận cần thiết giống như khám sức khỏe cho những người này. Họ sẽ có một cái lớp để mà coi như là đào tạo lại cái nhận định về vấn đề cái cách sống bên Mỹ như thế nào, và sau đó họ sẽ giúp về cái vấn đề là một là giống như Khanh nói hoặc chị nói là mua vé máy bay hoặc là tìm lên lịch trình để bay, nhưng mà ít nhất phải có cái thị thực rồi mới đi được. Thị thực xong, khám sức khỏe xong hết mới đi, chứ không phải là họ nói ok tôi nhận rồi thì có thể ngày mai đi. Có thể mọi việc nếu mà ví dụ họ nói họ nhận rồi mà họ cho thị thực liền, và nếu trong ngày có thể mua vé máy bay để mà chuẩn bị hết để mà đi thì có thể đúng là có thể ngày mai đi, nhưng mà thực tế ra là nó có thể kéo dài trong vòng 1 tháng để mà coi như là họ những cái người này họ sẽ lo hết những cái sự việc còn lại để mà lên lịch trình để mà bay. Mình nhìn thấy cái cầu thì rất là lớn, nhưng mà cái cung thì cũng có giới hạn. Cái cung giới hạn nó nằm ở những cái con số mà mức trần hàng năm về người tị nạn hoặc là về visa loại này loại kia mà Mỹ cho vào nước Mỹ đó. Thành ra là có cái sự chênh lệch giữa cung và cầu như vậy, cho nên là cái sự xét duyệt cho những người được đủ điều kiện, được hợp lệ, được chấp nhận là người tị nạn vào Mỹ nó cũng khó khăn, nó cũng cam go chứ không dễ dàng. Đó là lý do vì sao có rất là nhiều người bị ùn tắc, bị ứ động
vì cái thời gian xét duyệt họ phải thẩm tra, thẩm định, họ phải minh chứng, phải chứng minh đầy đủ nữa, chứ không phải là chỉ nói là tôi là người tị nạn là được chấp nhận đâu. Và cũng xin hỏi luật sư Khanh, cái quá trình mà duyệt một cái hồ sơ tị nạn như vậy đó, nó phải trải qua những bước nào, những cái bộ phận cơ quan nào đi điều tra tại thực địa hay không, có phải là có người điều tra tại nước bản địa hay không, và họ cần có những cái hồ sơ giấy tờ hình ảnh và cái thời gian hoạt động và cái thời gian bị nạn bao lâu thì mới được xét quy chế tị nạn? À, thì về cái vấn đề bên UNHCR thì họ có cái trụ sở của họ, và cái trụ sở này thì thông thường họ chỉ duyệt những giấy tờ mà mình có và những cái bằng chứng mình có liên quan tới cái vấn đề mình xin tị nạn như thế nào. À, họ cũng không có đủ nhân lực để mà coi như điều tra từng hồ sơ một. À, nên vì vậy có nhiều lúc là cái thời gian mà những người xin tị nạn ở nước ngoài họ phải đợi bên cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc rất là lâu, bởi vì cái nguồn nguồn tiền của bên cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc nó coi như nó đang héo mòn, và nhân viên thì nhân lực thì ít đi. Nên vì vậy cái thời gian nó đợi lâu. Về cái vấn đề giống như Khanh nói, họ cũng ít đi kiểm tra hồ sơ, tại vì vấn đề là những người tị nạn họ đã rời khỏi nước của họ rồi và họ qua một cái nước thứ ba để họ xin, thì cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc họ cũng không có thời gian để họ coi như chạy về để mà hỏi là bên nước mẹ đẻ là ồ có cái chuyện này xảy ra hay không. Thì nên vì vậy cái đó nó quay cái hồ sơ của mình nó sẽ quay ngược về coi mình có những cái bằng chứng gì để mà nộp cho bên họ để mà họ xét duyệt cái hồ sơ. Thì thông thường những cái bằng chứng là giấy triệu tập đi làm việc, hoặc là nếu mà mình có vô tù mình ngồi, hoặc là mình có bị giam giữ, hoặc là mình có bị coi như đàn áp này đàn áp nọ, hoặc là mình có những cái bằng chứng về cái sự đàn áp đó. Những cái video, những cái bài báo đã được viết, hoặc là những cái lời của những cái người mà nằm không có phải là thân nhân của mình, mà coi như những cái nơi chính quyền nào đó, hoặc là những cái người nào khác họ có thể đứng ra họ viết những cái đơn tường trình để mà giúp cho mình, hoặc là những cái hình mình có thể có, thì những cái đó mình có, và nguyên cái đơn tường trình của mình nữa nó rất là quan trọng. Bên Mỹ thì cái từ gọi là cái personal statement, có nhiều lúc cái đơn tường trình của quý vị nó sẽ là make or break, có nghĩa là nó sẽ là cho quý vị thành công, hoặc nó sẽ hoặc là nó đẩy cái hồ sơ quý vị vào cái vực thẳm. Thì cái đơn tường trình của quý vị nó rất là quan trọng, bởi vì với cái đơn tường trình thì mình sẽ liệt kê ra cái sự việc nó xảy ra từ đâu, nó đi xa như thế nào, mình sẽ đi theo từng bước một, và nó càng chi tiết thì có nghĩa nó sẽ càng rằng là đáng tin hơn, thay là mình chỉ nói qua loa là ô tôi bị ông này này, tôi bị bà kia nọ. Cái đơn tường trình bao gồm với những cái bằng chứng mình có thì mình gom lại thì cái hồ sơ của mình nó sẽ mạnh hơn. À, còn về vấn đề mình xin xong thì nói chung là mình chỉ đợi tới lúc mà mình được cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc xác nhận rồi thì mình có thể xin với bên chương trình Refugee Assistance Program hoặc Admission Program để mà cho về lại định cư với nước thứ ba. Mà quý vị nên nhớ, không phải Mỹ chỉ là một cái nước mà mình nhận qua những cái người mà tị nạn vào, có rất nhiều nước khác họ nhận, giống như Đức, Pháp, Anh, châu Âu có rất nhiều nước mới nhận. Bên Úc cũng có một phần họ nhận, Canada họ cũng nhận. À, nhưng mà phần lớn là người ta muốn xin qua Mỹ, bởi vì giấc mơ Mỹ mà, anh không biết, nhưng mà có nhiều người khác họ đợi Mỹ lâu quá họ không được thì họ sẽ qua Canada. Thì quý vị có nghe thấy rất là nhiều thông tin như vậy, xin qua Mỹ không được chạy qua Canada, hoặc là qua châu Âu, qua những nước nào khác không sao, không từ từ mình mới tính chuyện khác. Yeah. Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều về những chi tiết liên quan tới chương trình nhận người tị nạn của Mỹ, cũng như những cái điều lệ xét duyệt, quá trình trải qua thời gian như thế nào, và những cái gì mà chúng ta phải hội đủ, nhất là cái bộ hồ sơ cá nhân để chứng minh tôi là người bị đàn áp chính trị, tôn giáo, tôi là người bị đàn áp sắc tộc, vân vân, đầy đủ thuyết phục thì sẽ được xét duyệt. Và dĩ nhiên nó sẽ trải qua rất là nhiều thời gian, vì họ không đủ người để đi về cái nước bản địa của mình để mà thẩm tra, để mà điều tra xem thực thực hơn như thế nào, mà dựa chủ yếu vào những gì mình có, những cái bằng chứng mà mình khai, và kèm theo là những cái gì mà đã chứng tỏ qua thời gian tôi đã phát biểu, tôi đã hoạt động gì, và tôi đã bị đàn áp ra làm sao, sách nhiễu như thế nào. Thì cái đó là cái gọi là bằng chứng cụ thể nhất mà quý vị có thể chứng minh cho cái bộ hồ sơ xin tị nạn của mình được xét duyệt hay không. Dạ, cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Lúc này có những câu hỏi liên quan, Trà My sẽ ưu tiên trả lời cho những câu hỏi về người tị nạn trước, và sau đó sẽ là những câu hỏi cá nhân liên quan tới hồ sơ visa du lịch du học. Dạ, Johnny Trương xin hỏi là tôi hiện là thường trú nhân theo diện điều chỉnh tình trạng di trú từ tị nạn
trước đây là người tị nạn Asali, Asali sang thành là thường trú nhân, nay muốn đi du lịch không biết có thể dùng hộ chiếu Việt Nam hay là nộp cái đơn 131 để xin cái giấy thông hành cho người tị nạn? À, trước hết là nếu mà quý vị đang xin chuyển dạng mà quý vị muốn đi du lịch thì quý vị phải xin cái refugee travel, cái nó gọi là quý vị phải điền cái I-131 để mà xin cái từ quên tự nhưng quên, nhưng mà nó là cái refugee travel document. The travel document, yeah. Tại vì vấn đề là cái hộ chiếu quý vị có thể quý vị đi nhưng mà thực tế ra rằng là quý vị quay trở về lại Mỹ được hay không, nó sẽ ăn nhầm về cái refugee travel document của quý vị. Bởi vì không có cái đó quý vị sẽ không có quay về Mỹ được và coi như cái hồ sơ quý vị chuyển dạng sẽ bị bỏ một khi quý vị rời khỏi nước Mỹ. Và cái thứ hai, nếu mà quý vị có đi du lịch chẳng hạn, nếu trong quá trình quý vị đi du lịch quý vị lại bay về cái nước mẹ đẻ của quý vị, không phải transit nhé, transit là mình chỉ ghé qua thôi. Còn nếu mà quý vị có đáp xuống, quý vị có rời xuống, đi xuống về lại cái nước mẹ đẻ thì có nhiều lúc sở di trú họ sẽ bỏ luôn cái đơn của quý vị, bởi vì họ nói quý vị đâu có phải là xin tị nạn đâu, quý vị không có sợ để mà quý vị quay về. Nên nhưng mà người này nói rằng là tôi đã chuyển dạng rồi, có thẻ xanh một năm rồi đó, bây giờ tôi dùng. Nếu mà quý vị đã có thẻ xanh rồi thì quý vị vẫn có thể đi, không có cần xin cái refugee travel permit, nhưng mà quý vị có thể dùng cái thẻ xanh đó với cái hộ chiếu Việt Nam của quý vị để đi. Nhưng mà nếu mà trước khi quý vị nhập tịch mà quý vị có về Việt Nam lại hoặc là về cái nước mà quý vị xin tị nạn thì sở di trú có thể thu hồi lại, nói là quý vị không có sợ đàn áp bởi vì quý vị có quay về rồi. Nên có nhiều ta hỏi Khanh đó là họ nói là bây giờ tôi có thẻ xanh rồi, tôi muốn về cái nước mà tôi xin tị nạn là tôi có được không? Khanh nói là không nên. À, có nhiều người ta nói ô làm sao mà sở di trú biết, ví dụ tôi bay về một nước thứ ba xong từ đó tôi đi đường bộ về nước kia, xong Khanh nói không nên, bởi vì nếu mà sở di trú họ có tìm ra được, họ có bắt, họ có biết được trước khi quý vị nhập tịch họ có thể thu hồi lại thẻ xanh, họ nói là cái tiền hồ sơ tị nạn của quý vị không đúng, bởi vì quý vị nói quý vị sợ bị đàn áp mà, hoặc là quý vị bị đàn áp mà, tại sao quý vị lại quay lại cái nước đàn áp quý vị? Yeah. Và câu hỏi như thế này là nếu mà tôi dùng cái hộ chiếu Việt Nam mà tôi đi du lịch như vậy đó thì có gặp khó khăn gì khi mà trở lại nước Mỹ hay không sau cái chuyến du lịch đó? Về cái vấn đề trở lại nước Mỹ thì không, nếu mà quý vị có cái thẻ xanh thì quý vị vẫn có thể đi đi về về, không thành vấn đề. Cái hộ chiếu Việt Nam của quý vị chỉ là một cái vé để cho quý vị đi thôi. À, về vấn đề lúc mà quý vị nhập về lại Mỹ thì cái thẻ xanh là cái vé để cho quý vị đi lại, hộ chiếu là để cho cái vé để quý vị đi những cái nước khác, có thể những cái nước khác sẽ đòi hỏi là quý vị phải có thị thực nếu quý vị có hộ chiếu Việt Nam. Dạ, câu hỏi của Hân Lưu là em từng tị nạn hồi hương về năm 1991, được đi không? Tức là tị nạn nhưng mà bị hồi hương từ năm 91 tới giờ thì có được cơ hội trở lại? Hương, Khanh không biết là hồi hương theo cái từ quý vị dùng là như thế nào. Hồi hương có thể rằng là tại vì hồi xưa nếu mà quý vị đi tị nạn qua trại bên bên Philippines hay đâu đó mà sau đó quý vị không đợi được hoặc là quý vị nản rồi xong quý vị hồi hương lại về Việt Nam, thì bây giờ nếu quý vị muốn đi qua Mỹ thì được chứ, nhưng mà dưới cái tình trạng tị nạn thì nó có thể khó, bởi vì quý vị phải chứng minh được rằng là quý vị đang bị đàn áp về cái vấn đề nào đó. Còn nếu mà quý vị muốn đi con đường khác thì đó tùy. Chứ nếu mà bây giờ quý vị mà muốn kéo cái hồ sơ 1991 để mà đi tị nạn lại thì cái đó rất khó. Còn cái thứ hai, nếu mà cái từ hồi hương của quý vị dùng á là quý vị đã qua Mỹ hoặc quý vị tị nạn xong quý vị bị trục xuất hay gì đó về, mà cái từ ngữ mình dùng là cái từ hồi hương thì cái đó nó cũng khác nữa, bởi vì nó sẽ tùy theo. Hồi hương theo tự nguyện hay là hồi hương bị bắt buộc cưỡng ép? Đúng rồi, đó yeah. Là cái từ hồi hương đó, nó có nhiều khía cạnh để mình nhìn lắm, nên tùy theo cái khía cạnh quý vị nói là cái câu trả lời của Khanh nó sẽ khác. Dạ, hiện lúc này thì Trà My cũng đang chờ đợi những câu hỏi liên quan tới chủ đề để ưu tiên trước, thì quý vị có thì mau gửi giúp Trà My nhé, hoặc là những người bấm nút share Trà My cũng sẽ ưu tiên như là lời hứa để giúp chúng tôi truyền tải thông tin được nhiều hơn càng tốt. Dạ, thưa luật sư Khanh, dưới thời tân chính quyền tổng thống Joe Biden đó, sao dễ dãi với người tị nạn Nam Mỹ nhiều hơn các quốc gia khác trên thế giới? Không phải là dễ hơn, bởi vì cái vấn đề là một trong những cái bàn đạp mà ngài tổng thống Biden có dùng lúc mà ông đi ứng cử là ông sẽ nói là ông sẽ tăng cái con số cho những người tị nạn từ nước ngoài vào, và ông sẽ coi như là
sửa lại những cái gì đang có vấn đề với về di trú với chính quyền của ngài cựu tổng thống Trump đã gây ra trong 4 năm đó. Thì nên vì vậy ngay lúc này thì ngài Biden đang làm những gì ngài nói khi ngài đi ứng cử. Trước hết đó là từ tháng Giêng tới nay ngài không có chỉnh sửa con số tị nạn. Nên vì vậy trong cái thời gian vừa qua thì những cái người ủng hộ ngài Biden có lên tiếng rằng là nói rằng ông là ông không có làm đúng theo những cái gì ông đã nói khi ông đi ứng cử. Nên vì vậy bởi vì những cái sự thúc đẩy này của những người coi như là ủng hộ ngài Biden đó, thì ông mới coi như đưa ra cái chính sách này, có nghĩa rằng là tăng con số người tị nạn vào nước Mỹ trong năm nay. Thì cái này là phần lớn nó là về chính trị, mà Khanh thì Khanh cũng không biết gì nhiều về chính trị nên Khanh chỉ biết cái lý do tại sao như vậy thôi, còn nếu mà có cái lý do nào sâu xa hơn nữa thì cái đó Khanh cũng chịu thua. Và cái này là cái một cái điểm rất là đặc biệt, một cái nét son về dân chủ của nước Mỹ, tức là khi tranh cử quý vị hứa hẹn với dân chúng như thế nào thì lúc quý vị đã thắng cử rồi quý vị phải có trách nhiệm tròn cái lời hứa đó, nếu không thì sẽ gặp những cái sự phản đối chỉ trích và dĩ nhiên là mất lòng tin thì quý vị sẽ không có tồn tại được lâu. Thành ra cái đó là cái lý do mà vì sao là những người mà đã từng tranh cử trước đây, như quý vị thấy là tổng thống Trump cũng vậy, khi tranh cử ông hứa là sẽ xây bức tường biên giới. Lúc đó nhiều người nghĩ rằng đó là lời nói không tưởng, nhưng mà bây giờ ông, trước khi ông rời nhiệm sở thì ông cũng quay lại cái bức tường biên giới để chứng minh cho mọi người biết là tôi trở lại đây để cho thấy là tôi đã thực hiện lời hứa lúc tranh cử của mình như thế nào. Thì bây giờ đối với ông Biden cũng vậy, trước khi ông thắng cử ông đã hứa hẹn những gì, thì bây giờ khi ông vào cái vị trí đó thì ông đang thực hành thì ông đang hứa, đúng rồi. Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Câu hỏi của Huy Châu: có thông tin gì về việc phát thư phỏng vấn cho diện F hay chưa? Tôi là F3 năm 2007, hoàn tất tháng 2 năm ngoái, cho tới giờ vẫn chưa thấy thư phỏng vấn. NVC bảo chờ trong vòng 120 ngày, xin luật sư Khanh tư vấn. Thì thưa quý vị, thì ngay lúc này lãnh sự quán họ đã bắt đầu họ mở lại làm việc, thì quý vị chỉ đợi họ giải quyết cái sự ùn tắc trong thời gian vừa qua thôi. Bởi vì quý vị cũng biết là từ bắt đầu từ tháng 3 năm ngoái tới tháng 2 năm nay là coi như lãnh sự quán họ không có duyệt những cái hồ sơ nào ngoài, giống như những cái hồ sơ mà bố mẹ có những người có quốc tịch bảo lãnh, vợ chồng hoặc con cái dưới 21 tuổi vậy thôi. Nhưng mà bây giờ là ngài Biden đã đưa ra cái xác lệnh rằng là lãnh sự quán phải mở cửa lại làm việc, và lãnh sự quán bên Bộ Ngoại giao họ nói họ sẽ mở cửa lại làm việc theo cái sự tiến triển của dịch bệnh ở nơi khu vực đó như thế nào. Nên có nhiều lúc họ sẽ làm không có nhanh giống như hồi xưa, mà họ sẽ làm để làm sao mà coi như bảo đảm cho cái sự an toàn về sức khỏe của họ. Nên nó có thể... Đại dịch Covid đã làm trì trệ tất cả mọi cái hồ sơ, không chỉ là hồ sơ F3. Câu hỏi của Hồ Phụng là: ghi danh thi quốc tịch lúc đó con 17 tuổi, bây giờ em trở thành công dân Mỹ nhưng con của em quá 18 tuổi. Vậy con của em có ăn theo trở thành công dân Mỹ luôn được hay không? Không, con của quý vị và quý vị phải nhập tịch trước khi con quý vị đạt được 18 tuổi thì tới lúc đó con của quý vị cũng có thể ăn theo. Nếu mà cái ngày quý vị tuyên thệ nó xảy ra sau khi con quý vị 18 tuổi thì con quý vị phải đợi để mà xin nhập tịch thôi, chứ không có thể nào ăn theo được. Cái sự nhập tịch nó phải xảy trước khi cháu được 18 tuổi. Vợ về lấy chồng bảo lãnh đợi chờ có lâu hay không? Cái này nó tùy theo là người vợ có thẻ xanh hoặc là có quốc tịch. Nếu mà người có quốc tịch thì nói chung là nếu mà làm giấy tờ xong hết mà không có vấn đề gì thì có 5 rưỡi trở lên. Kim Hoàng xin hỏi: bán nhà bán đất gia đình đi di cư đó, đi theo cái số tiền, đem theo cái số tiền đó có sao hay không, và đem cái số nhà đất đem đi có được hay không, tiền bạc mà của cải mình bán mình đem đi định cư có được không? Quý vị có thể, một khi quý vị đi định cư, quý vị bán nhà bán đất bên Việt Nam, quý vị có thể nhờ mà ngân hàng bên Việt Nam họ chuyển khoản qua bên Mỹ sau khi đóng thuế đàng hoàng bên Việt Nam, và Mỹ họ nếu họ hỏi thì quý vị vẫn có thể nói đây là những cái giao dịch coi như là hợp pháp. Có nghĩa là chúng tôi đã đóng thuế bên nước Việt Nam, bởi vì cái này là những cái chúng tôi bán nhà, chúng tôi chuyển sổ đỏ và chúng tôi định cư, chúng tôi không có quay về Việt Nam, thì Mỹ họ chấp nhận những cái việc đó. Nhưng mà nếu mà quý vị tự nhiên có một số tiền mặt quý vị ập vào cái tài khoản quý vị thì sở di trú và hoặc là bên nó không phải sở di trú mà sở thuế bên Mỹ, nếu mà họ có hỏi họ muốn chứng cái nguồn tiền thì lúc đó quý vị có thể có vấn đề. Thì cái quan trọng mà quý vì cần phải nhớ là cái từ cái nguồn tiền nó ở đâu ra, nó có hợp pháp hay không, và cái thứ hai nữa là có quý vị đã đóng thuế cho cái nguồn tiền đối với cái nước của quý vị rời khỏi hay chưa thôi.
Dạ, xin điện thoại của luật sư Khanh vì email nhiều lần không được giải đáp, và có nhiều người dạ xin hỏi cái cách liên lạc với luật sư Khanh tốt nhất. Thưa quý vị, thì thông thường email của Khanh thì Khanh cố gắng nhiều nhất để mà Khanh trả lời. Thì về vấn đề điện thoại thì nếu mà cần thiết thì quý vị có thể liên lạc với số là 832 877 5080. Dạ, có người vì không có liên lạc được với luật sư Khanh thì cũng để cái số liên lạc. Dạ, xin tiếp tục chương trình. Có một chút trục trặc kỹ thuật lúc nãy, xin quý vị thông cảm. Dạ, có nhiều người nói rằng là họ liên lạc với luật sư không được, cho nên họ để lại cái số phone. Cũng mong là luật sư khi nào thuận tiện có thể gọi lại giúp họ. Thì Trà My mong là sau chương trình luật sư có thể nhìn những cái bình luận dưới đây để ghi lại số phone, trong đó có số của bạn Phạt Lê và nhiều bạn khác, để cái số điện thoại mong luật sư liên lạc giúp. Loan Lê xin hỏi lý lịch tư pháp số 2 đó, thời hạn sử dụng được bao lâu thưa luật sư? Thưa quý vị, cái lý lịch tư pháp số 2 thì thông thường quý vị có thể xài trong 6 tháng nếu mà quý vị xài với bên Bộ Ngoại giao. Còn nếu mà quý vị ở Việt Nam thì nói chung là cái đó nó có hạn cũng một thời gian rất là lâu. Dạ, tôi đang ở Mỹ liên lạc cái số mà luật sư cho 832 bla bla đó là không được, xin cách liên lạc khác. Thì quý vị ghi lại cái số mà luật sư Tại vì vấn đề là thưa quý vị, Khanh đang ở Việt Nam, Khanh ở Hà Nội, thì thông thường nếu mà liên lạc thì một là qua Viber. Chứ tại gọi bên Mỹ thì Khanh sẽ không trả lời. Lúc trước Khanh có để cái điện thoại của Khanh trong cái International Plan. Nhưng mà thực tế ra nói thì nó cũng không có nghe rõ, nên Khanh có nói rằng là nếu mà cần thì liên lạc với Khanh qua Viber. Còn cũng có nhiều vị khách có hỏi Khanh bên này là đang ở Hà Nội thì ở đang ở Việt Nam, họ muốn ra gặp thì cái đó tùy quý vị thôi. Quý vị liên lạc với Khanh là nếu mà được Khanh sẽ lên lịch trình để mà hẹn gặp quý vị. Dạ, cho tôi hỏi hiện tại có được song tịch cả quốc tịch Mỹ và quốc tịch Việt Nam hay không? Có thay đổi gì hay không? Dạ được chứ, cái vấn đề không phải là được song tịch hay không. Trước giờ là Mỹ không có nói về cái vấn đề là quý vị không có thể có song tịch. Nhưng mà Mỹ có một cái sự đòi hỏi rằng là lúc mà quý vị đi tuyên thệ thì quý vị tuyên thệ là quý vị sẽ coi như là theo nước Mỹ, khi mà có việc gì mà cần nước Mỹ cần, quý vị phải bảo trung với nước Mỹ. Cái thứ hai, nước Mỹ cũng có một cái luật khác rằng là nếu mà quý vị nhập tịch một nước nào khác và cái nước đó bắt buộc quý vị phải bỏ cái quốc tịch quý vị đã có thì có nghĩa rằng là quý vị đã bỏ nước quốc tịch Mỹ rồi. Còn ngoài ra nếu mà quý vị đi một nước khác mà họ không có đòi hỏi gì về vấn đề bỏ đi quốc tịch cũ của quý vị thì quý vị có thể có song tịch, quý vị có thể có ba bốn quốc tịch khác nhau. Theo Khanh biết thì bên Việt Nam không có đòi hỏi rằng là quý vị phải bỏ lại cái quốc tịch cũ của quý vị, nên vì vậy
có rất nhiều người, người ta có song tình giữa Việt Nam và Mỹ, rất nhiều người. Em đi du lịch Mỹ tháng 3 năm ngoái do Covid chưa về được, đã làm gia hạn năm 39, nhưng mà ở lại quá hạn đã một năm. Vậy khi về Việt Nam gia hạn visa B2 hoặc là làm hồ sơ bảo lãnh F2B có ảnh hưởng gì hay không? Ảnh hưởng chứ, tại vì nếu mà quý vị đi từ tháng 3 năm ngoái thì coi như tháng 3 năm nay là quý vị đã quá cái hạn mà quý vị có thể ở, và bây giờ quý vị đang ở quá cái thời hạn. Thì cái luật quá thời hạn nó như vậy, nếu mà quý vị ở quá hạn dưới 6 tháng thì lúc mà quý vị rời khỏi nước Mỹ thì thông thường trong tương lai quý vị xin B1, B2 thì họ sẽ không cho đâu, nhưng mà họ sẽ cũng không có phạt gì quý vị gì nhiều ngoài cái sự không cấp cái visa du lịch cho quý vị. Nếu mà Dương quý Lê. vị ở quá 6 tháng mà dưới 1 năm, thì nếu mà cái ngày quý vị rời khỏi nước Mỹ thì trong vòng 3 năm tới quý vị không có thể vào nước Mỹ lại. Nếu mà quý vị ở quá 1 năm rồi rời khỏi nước Mỹ thì trong vòng 10 năm tới quý vị không có thể quay lại nước Mỹ. Thì đó, quý vị tính cái đó. Hiện tại vì quý vị đang ở quá chỉ có 2 tháng thôi, nếu mà quý vị rời khỏi bây giờ thì có thể là trong tương lai quý vị xin thị thực đi du lịch thì nó sẽ khó, nhưng mà những cái visa đi định cư thì nó không có vấn đề gì cả. Cảm ơn luật sư Khanh. Quý vị thông cảm vì thời gian gần hết mà câu hỏi nhiều cho nên Trần Nghi cũng hơi nóng ruột, sợ là có nhiều người chờ đợi cho tới cuối giờ mà cũng không được tới lượt của mình thì cũng hơi buồn. F2B đã làm xong ở NVC hồ sơ chuyển về lãnh sự quán ở Sài Gòn, chờ lên lịch phỏng vấn mà người bảo lãnh vừa mất việc thì có gì trở ngại hay không, trong khi cái thu nhập của năm 20 á thì có quá cái mức cần thiết? À, thưa quý vị, thì thông thường ngay lúc này Khanh sẽ nói là quý vị có vấn đề, nhưng mà tại vì vấn đề Covid nên có nhiều lúc là tại vì đáng lẽ ngày 25 tháng 4 là cái ngày cuối cùng mà quý vị phải khai thuế cho năm vừa rồi. Có nghĩa là ngày 25 tháng 4 của năm 2021 mới qua, có nghĩa là quý vị phải khai xong 2020 rồi. Nhưng mà hiện tại bây giờ Covid nên phần lớn là sẽ thuế họ cho những cái người này xin gia hạn khai thuế. Và có nhiều lúc họ sẽ không có hỏi mình về cái vấn đề là phải chứng minh rằng là người ta đang đi làm hay không ngay lúc này. Nên nếu mà hồ sơ đã xong hết rồi thì lúc mà quý vị đi phỏng vấn á, thì có thể là bên lãnh sự quán họ sẽ không đòi hỏi là quý vị phải chứng minh cái nguồn, cái người đó hiện tại có đi làm hay không thôi. Chỉ là họ chỉ có thể đòi hỏi là có khai thuế hay không có cho năm nay, nhưng mà mình có câu trả lời là người đó họ có thể xin extension, có nghĩa là họ xin gia hạn. Còn ngoài ra là bên Bộ Ngoại giao họ ít khi nào hỏi là ồ cái người này còn đi làm hay không, và đưa bằng chứng người ta hiện tại đi làm, người ta chỉ đòi hỏi cái thuế thôi, nhưng mà giống như Khanh nói, có thể nói là chưa tới khai lúc khai và đang xin gia hạn. Visa của em có thời hạn tới ngày 23 tháng 6, nhưng mà ngày 10 em sang có ảnh hưởng gì không? Thì cho mình hiểu là có thể là ngày 10 tháng 6 mới sang. Đấy, chỉ còn có mấy Không, ngày nữa hết hạn. nếu mà quý vị đi trước cái ngày quý vị cái thị thực hết hạn thì quý vị không có vấn đề cả. Câu hỏi tiếp theo là tôi là thường trú nhân bảo lãnh một đứa 15 tuổi, một đứa 9 tuổi và đóng tiền visa hồi tháng 6 năm 2020. Bao lâu con tôi mới có lịch đi phỏng vấn? À, quý vị phải làm xong hết những cái bộ phận mà coi như là bên với bên bộ ngoại với bên trung tâm thị thực, có nghĩa là quý vị phải làm cái đơn bảo trợ tài chính và những cái bằng chứng coi như giấy hộ chiếu và cái lý lịch pháp lý của con của quý vị. Nếu mà cháu 16 tuổi thì cần phải có, cháu dưới 16 tuổi thì không cần thiết. Thì, quý vị làm xong cái đó mà bên trung tâm thị thực họ nói họ xong hồ sơ và họ gửi về cho lãnh sự rồi thì quý vị chỉ ngồi đợi lãnh sự thôi. Còn nếu mà trung tâm thị thực họ chưa nói gì thì quý vị phải coi lại là coi như quý vị đã hoàn tất cái bộ hồ sơ đó với trung tâm thị thực hay chưa. Rất là nhiều bạn để câu để cái số liên lạc mong luật sư Khanh hồi đáp đó, thì Trà My sẽ nói ở đây cho luật sư Khanh biết để chút nữa ông có thể coi lại và nếu mà thuận tiện thì xin vui lòng liên lạc giúp. Hồ sơ của em hoàn tất hết 6 bước đang đợi phỏng vấn, vậy khi nào mới có được lịch phỏng vấn? Em diện F3 2007, mẹ ruột bảo lãnh. À, nếu mà hồ sơ quý vị F3 mà 2007 thì đáng lẽ là quý vị đã được có cái ngày ưu tiên của quý vị đã trùng với cái ngày qua quá cái vượt quá cái ngày đáo hạn của Bộ Ngoại giao rồi, thì nếu mà quý vị đã xong hết thì quý vị chỉ ngồi đợi thôi. Có rất là nhiều cái câu thắc mắc là vì sao liên lạc được sự không được. Câu tiếp theo Trà My xin quý vị vui lòng giúp Trà My là để có dấu này kia đánh chữ có dấu chấm phẩy cho dễ đọc nhé, cho dễ hiểu. Visa của em, Trà My nghĩ là cái câu này vừa mới trả lời xong. Xin quý vị vui lòng chờ một chút xíu, đang tìm những cái câu hỏi mà chưa có trả lời và ưu tiên cho những người có bấm nút share.
Thì hồ sơ em hoàn tất 6 bước là vừa rồi câu hỏi của bạn Thùy Linh ha. Rồi Alexandria, chồng tôi người Mỹ, công dân Mỹ, chúng tôi sống ở Mỹ, chồng tôi muốn làm quốc tịch Việt Nam. Phải làm thế nào? Xin luật sư tư vấn. À, cái đó thì thông thường quý vị phải, một đó là nếu mà chồng quý vị cưới, quý vị vẫn còn có quốc tịch Việt Nam thì quý vị có thể lại lãnh sự quán của Việt Nam ở một là bên San Francisco, hai bên Washington DC hoặc ba là bên Houston để mà hỏi cái thủ tục để mà coi như người chồng ăn theo người vợ có quốc tịch Việt Nam như thế nào. Nếu mà quý vị ở Việt Nam cũng giống như Khanh, tôi Khanh về Việt Nam, Khanh lấy vợ thì Khanh đang xin hồi tịch lại Việt Nam thì sẽ làm giấy tờ bên bộ xuất nhập cảnh bên Việt Nam và xác nhận rằng là Khanh có cưới người vợ gốc Việt Nam thì coi như là họ sẽ làm việc. Nên quý vị đang ở bên Mỹ thì quý vị nên liên lạc với lãnh sự quán Việt Nam ở trong một trong ba thành phố mà Khanh mới nêu ra đó để mà quý vị lấy thông tin để làm như thế nào. Dạ, Trương Bích Thủy xin hỏi là hồ sơ F2A nộp 19 tháng 11 năm 2018 đã hoàn tất, tới nay không biết khi nào mới được phỏng vấn. Cái hồ sơ quý vị nếu mà từ tháng 11 2018 tới giờ mà chưa có được gọi đi phỏng vấn thì anh nghĩ là có thể hồ sơ quý vị đang bị kẹt với bên trung tâm thị thực. Nếu mà quý vị đã làm việc với trung tâm thị thực xong rồi thì quý vị nên liên lạc họ và hỏi họ đã gửi hồ sơ về cho lãnh sự hay chưa. Nếu mà họ nói họ gửi hồ sơ về lãnh sự rồi thì quý vị có thể làm cái bước kế tiếp là liên lạc với lãnh sự để coi là cái hồ sơ này lãnh sự đã giải quyết tới phần nào rồi. Dạ, Trà My xin quý vị đánh dấu dùm là cho nó dễ đó. À, như hồi nãy Trà My đọc cái câu này, Trà My nghĩ rằng không hiểu cho nên không không có đọc tới. Bây giờ mới hiểu, bị mất thẻ xanh mà lúc nãy mình nghĩ là bí mật thẻ xanh. Ủa, bí mật thẻ xanh bị mất thẻ xanh đây đã mấy năm rồi, xin lại được hay không? Xin cảm ơn luật sư. Cái vấn đề là cái lý do quý vị bị mất là sao? À, nếu mà quý vị thất lạc cái thẻ xanh có nghĩa là quý vị mất thẻ xanh ở trong cái ví, quý vị mất ví thì quý vị có thể điền cái đơn I-9 đi mới xin lại. Còn nếu cái từ mất thẻ xanh của quý vị là bởi vì quý vị bị trục xuất hoặc là có vấn đề gì đó với luật pháp thì cái đó nó sẽ tùy theo quý vị làm sao bị mất và quý vị làm sao bị trục xuất. Nên vì vậy nếu mà quý vị cụ thể câu hỏi hơn thì mình có thể có câu trả lời cho quý vị. Dạ, nộp hồ sơ đổi thẻ xanh sang 10 năm mình nộp tại nơi phỏng vấn thẻ xanh 2 năm hay là tại trung tâm di trú ạ? Không, quý vị sẽ nộp theo tùy theo quý vị đang ở đâu. Bên cái hồ sơ I-751 nó có họ có chia ra coi như là hai nơi để nộp. Quý vị phải coi quý vị đang ở tiểu bang nào khi quý vị nộp thì cái địa chỉ quý vị phải theo với bên trên sở di trú họ đưa ra chứ không phải là Dạ. quý vị ở cái nơi mà quý vị xin thẻ xanh 2 năm. Dạ, diện EB3 đã phỏng vấn xong tại Cali hơn 1 tháng làm việc tại Alabama. Hồ sơ báo là cần xem xét lại. Thông thường thì hồ sơ được xem xét trong bao lâu? Mình có thể liên lạc hỏi vấn đề này không, thưa luật sư? Nếu mà cái hồ sơ quý vị bị phỏng vấn rồi và quý vị đã cái người phỏng vấn quý vị nói hồ sơ cần xem xét lại thì thông thường họ có thể là họ sẽ đi tra cái hồ sơ này có phải là thật hay không. Thì cái này nó có thể kéo dài 6 tháng, trong vòng 6 tháng hoặc có thể hơn 6 tháng. Yeah. Chúng ta vừa trải qua gần 1 tiếng đồng hồ trên chương trình Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ trực tiếp với luật sư Thanh Phạm hàng tuần tối thứ năm, bắt đầu từ 10 giờ tối tính theo giờ Việt Nam. Và chúng tôi cảm ơn quý vị rất là nhiều, vẫn còn rất là nhiều câu hỏi nhưng mà chúng tôi phải tạm chia tay để hẹn tái ngộ cùng quý vị vào chương trình kỳ sau, là vì lúc này ở Việt Nam cũng đã khá trễ rồi và luật sư Thanh cũng phải cần nghỉ ngơi, ông đang ở Hà Nội. Và cảm ơn quý vị rất là nhiều, cái sự thương mến của quý vị là một cái sự cảm kích vô bờ bến đối với chúng tôi, là vì chúng tôi thấy là từ đầu tới cuối chương trình cái số lượng người theo dõi vẫn không thay đổi, không người nào tắt máy bỏ ra giữa chừng cả, chứng tỏ là quý vị yêu mến và quan tâm và chúng tôi đã đáp ứng cái nhu cầu cần tìm hiểu thông tin của quý vị tới mức nào. Cảm ơn quý vị thật nhiều, mong quý vị đón xem thông tin thường xuyên trên đài VOA, đài tiếng nói Hoa Kỳ nhé. Mỗi một tuần như vậy đều có những thông tin mới và đều là những cơ hội để chúng tôi trả lời giải đáp cho quý vị những thắc mắc liên quan tới di trú Mỹ mà quý vị không có nơi nào để tìm hiểu, hoặc là quý vị liên lạc với luật sư Khanh cá nhân khó khăn thì đây là một cái nơi mà vừa giao lưu vừa tìm hiểu nó nhanh tiện nhất, và cùng một lúc mình nghe những cái trường hợp khác thì mình cũng mở mang được cho mình những cái sự hiểu biết nhất định về vấn đề di trú Mỹ nữa. Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều vì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay. Khanh xin cảm ơn chị Trà My và Khanh cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình từ đầu ngày tới bây giờ. Cảm ơn quý vị Dạ, rất. lúc này có rất là nhiều những lời cảm ơn và rất là nhiều những cái dấu hiệu cảm ơn, rồi đưa number one cho luật sư Khanh và thả tim nữa. Cảm ơn quý vị thật là nhiều nhé. Đó là những lời khích lệ rất là quý giá đối với chúng tôi, và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong chương trình hàng tuần như thế này. Hẹn gặp lại tối thứ năm tuần sau, bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Trà My cảm ơn quý vị thật nhiều và xin chúc quý vị một đêm ngon giấc.
Xin chào chị, xin kính chào quý vị. Chào luật sư Khanh.